Dạ em, Hoa Lan Thanh Mai xin mến chào tất cả các bác yêu mến Hoa Lan ạ. Phiên buổi tối nay tiếp tục lên chia sẻ với các bác những chậu hoa đai châu rừng và đai châu Thái, tất cả là hàng thuần Việt Nam các bác nhá. Đai châu Thái thì tất cả là những cây trồng của Việt Nam từ bé như này, cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Và tất cả là những chậu hoa đai châu Thái nên này, nó là dòng Mitsu các bác nhá. Mitsu cực đẹp luôn và là hoa chuẩn Tết các bác nhá. Các bác mua hàng liên hệ trực tiếp theo số điện thoại là 0372094157 các bác nhé. Bên nhà em ship hàng toàn quốc, ship nhanh và ship đảm bảo không một vấn đề gì nhé. Vì em đã gửi những cái chậu đai châu to như thế này và to hơn đi khắp rồi, các bác yên tâm nhé. Đấy, đảm bảo cho các bác tuyệt đối luôn ạ. Mà chậu của nó là phi 40 hơn 40 này các bác này. Đấy, 40 mấy luôn ấy mà vẫn an toàn tuyệt đối, các bác yên tâm nhé. Những con châu Mitsu này bản lá là 10 này, 9 này các bác nhá. Đấy, 19. Đấy, bản lá cực kỳ to luôn các bác nhá. Em lên cái chậu này nó được 3 cây này các bác này. Chậu này là phi 40, chậu đặt các bác nhá, nó là chậu đặt. Đây các bác này. Đấy, một cây ở giữa đây các bác này. Đó, một cây giữa nhá. Ở chậu 3 cây đấy. Cực đẹp luôn. Năm nay cực kỳ sai hoa các bác nhá. Rất đẹp các bác nhá. Mai có mấy chậu VIP này. Này có VIP lắm luôn ý. Cây phát triển khỏe mạnh các bác nhá, giá thể không bao giờ nấm mốc các bác nhá. Hàng thuần rất là lâu rồi, có nhé, thuần từ bé Việt Nam. Đấy, chậu là chậu đặt các bác nha. Đẹp lắm. Đây các bác nha. Chứ không phải là hàng mới các bác nha. Đấy. Chậu này Thanh Mai để cô chú ba anh chị giá cực kỳ yêu thương nhé, 3 cây đấy. 1,8 triệu. Mã số đẹp 1 các bác nhá. Đấy. Mã đẹp 1 là 1,8 triệu ạ. Mã đẹp 1 là 1,8 triệu các bác nhá. Nhiều châu VIP các bác chờ nhá, có những cả cái những cái giá rất là hợp lý để các bác chọn. Mai lên mã đẹp 2 nhá. Đây ạ. Chỗ này cũng 2 cây này. Cũng lá 10 các bác nhá, cũng lá 10 mà cái này nó khuyết rất là sâu này. Đây, những cây khuyết sâu này thì tất cả cái đồng này là Mitsu, su tự nhiên các bác nhá. Và hoa của nó cực bền luôn, 2 cho đến 3 tháng từ lúc bung lụa các bác nhá. Đẹp lắm các bác nhá, mở hoa rất dày và rất là thơm. Hoa đỏ các bác nhá, chỗ nãy là hoa đỏ. Cái này cũng đỏ này, đỏ tươi các bác, đẹp rất là đẹp. Ở chỗ này 2 cây mít cực đẹp luôn các bác nhá. Chỗ này em để các bác là giá là 1,8 triệu nhá. 1,8 triệu chậu số 2 cực VIP luôn các bác nhá. Cái chậu này bé hơn chậu lúc nãy. Chậu lúc nãy là chậu 40 hay hơn ý. Chậu này thì nó vào khoảng 35 các bác nhá. Chậu này 35. Chậu đặt các bác nhá. Đấy, dòng Mitsu đấy các bác nhá. Rất đẹp, bản lá 10. Chỗ này 1,8 triệu, mã số đẹp 2 ạ. Đẹp 3 các bác này. Cái này cây 1 nhá. Đẹp không? Đỏ tươi các bác nhá. Đây này, cái cuống hoa năm ngoái nó cũng to rú này các bác này. Đấy, bông của nó to lắm. Năm nay là rất sai hoa các bác nhá. Đấy, năm ngoái là nó chỉ được 2 bông thôi, nhưng mà năm nay là nó phải 3 cho đến 4 bông. Các bác nhìn cái mẹ lá của nó này. Đấy, năm nay là 3 cho đến 4 bông các bác nhá. Đấy, chỗ này Thanh Mai để các bác giá là 1,1 triệu nha. 1,1 triệu chậu VIP này các bác nhá. Cực VIP luôn, 1,1 triệu ạ. Mã đẹp 4 các bác nhá. Cây này xếp này, một mẹ hai con đúng không này, một mẹ hai con này, đằng sau một này. Đấy, có nhá. Cái này là những cái chậu này, này em đang lên châu Thái hoa màu không nhá. Và các bác mua châu Thái thì hoa của nó mới đặc sắc, còn châu rừng thì hoa của nó chỉ có một màu là trắng tím. Các bác chờ một xíu em sẽ lên đai châu rừng cho các bác chọn nhá. Và tất cả thì rừng hay Thái thì cái nào cũng thơm đó nhá, cái nào cũng thơm, nhưng mà cũng tùy bông, có những bông nó thơm nổi trội hơn rất là nhiều. Cũng như rừng cũng vậy, có những bông của Thái mà nó thơm nổi trội mà rừng không sánh bằng. Đấy, cũng nhưng cũng có cái bông nó chỉ thơm đến mức độ vừa vừa các bác nhá. Đấy, nó là như thế các bác nhá. Chậu này một mẹ hai con này, đằng sau một cây nữa này. Con này. Cực đẹp luôn các bác này. Xếp này, to đẹp các bác nhá. Lá xếp thẳng này. Cây này một mẹ hai con các bác nhá, đẹp lắm. Đây này. Con này các bác này, hai bên này. Chậu này em để các bác giá là chậu này Thanh Mai để các bác giá là 850k nhá. 850, mã số đẹp 4 ạ. Hàng đẹp 5. Cái này hoa cam này các bác này, hoa cam này. Hoa cam với hoa đốm các bác nhá, hoa cam. Ở cái này hoa cam với hoa đốm các bác nhá, đẹp 5 này. Đấy. Đẹp 5 em. Đẹp 5 em chia sẻ với các bác giá là 700 nhá. Đẹp 5 là 700, chậu 2 cây to. Đẹp 5. Đẹp 6 các bác nhá. Hoa đỏ một mẹ. Một con, một mẹ một con các bác nhá, đẹp 6. Nhưng mà cây này thì nó ra nụ sớm, nó ba nụ rồi các bác nhá. Cây này nó ba nụ rồi ạ. Đấy, đẹp 6. Thì các bác ngắm hoa trước ạ. Đấy, ghép gỗ lũa gang bầu các bác nhá. Đẹp 6.
Đẹp 6 chỗ này em chia sẻ giá là 1 triệu mốt các nhá. Đẹp 6 là 1 triệu mốt, cực đẹp luôn. Đẹp 6 1 triệu mốt ạ. Rồi em sang đẹp 7. Đẹp 7 cũng là hai cây mít các bác này, rất là đẹp này, bò sữa các nhá. Đẹp 7 bò sữa. Đây các bác nhá, hai cây mít cực đẹp luôn. Đó. Đẹp 7 thì mai để cô chú ba anh chị mình giá là 850k. Đẹp 7 là 850 các nhá. Cực đẹp luôn ạ. Các nhá. Đẹp 8 đây. Đó. Cây đằng cây này em không tính nhá. Nó đang lên ngọn đấy, cây này không tính ạ. Đẹp 8 600 các nhá. Đẹp 8 là 600. Mai lên đẹp 9 các nhá. Đằng trước là cây trắng này, cây trắng to này. Đấy, đằng sau là cây đốm các nhá. Đẹp 9. Đẹp 9 thì là nó có được cây đằng sau là có 3 nụ không nhá. Cây to đằng sau là nó có 3 nụ. Đằng trước chưa, cây nào có nụ thì Thanh Mai bảo có nụ nhá, còn chưa thì không nói các nhá. Đấy ạ, đẹp 9. Cây đằng sau to các bác này. To hơn người em có nhá, to hơn rất là nhiều. Đấy, chậu là chậu phi 30, 35 thì phải, 35 các nhá. Đấy. Các nhá. Đẹp 9 này, em chia sẻ giá là 900 các nhá. Đẹp 9 là 900. Sang đẹp 10. Cái này là trâu rừng các nhá. Đẹp 10 là trâu rừng này. Chỗ này Thanh Mai chia sẻ giá là 450k nhá. Đẹp 10 450 ạ. Rồi em sang đẹp 11 các nhá. Đẹp 11. Chỗ này trâu rừng 3 cây các nhá, rừng cam. Cái này là rừng cam, em có rừng buôn đôn các bác chờ xíu nhá. Đấy, đẹp 11 Thanh Mai lên với giá là 800 các nhá. 800. Lá ngoài của nó xanh óng đẹp các nhá. Đấy, đẹp 11 là 800. 800 3 cây ạ. 12 cái này cũng là trâu rừng các bác nhá. Đấy, thuần hết rồi các bác nhá, về các bác chỉ treo tưới nước thôi ạ. Rất dễ nha. Đấy, đẹp 11 500 các bác nhá, 500 chậu 2 cây. Hai cái này là bôn đôn này các bác này. Đấy, đẹp 12 của Thanh Mai là bôn đôn nhá. Đẹp 12 chia sẻ các bác giá là 250k. Rồi, đẹp 13 cũng là bôn đôn các bác này. Đấy. Giá dày gấp đôi trâu kia nhá. Đẹp 13 thì em cũng chia sẻ giá là 300 các bác nhá. Đẹp 13 là 300. Đẹp 13 là 300. Cô chú bác chị vào mua hàng hộ Lan Thanh Mai theo số điện thoại là 0372094157 ạ. Em xin kính chào và hẹn gặp lại.